tao thì tao quan niệm vậy nè, vợ là chỉ để chiều cưng chứ không phải để còng lưng cúi đầu, nói phải tử tế từng câu chứ đâu phải chửi trên đầu người ta. Vợ là vợ của riêng ta chứ đâu phải để người nhà xài chung, vợ là để sống thủy chung chứ đâu có phải phục tùng người dân. Vợ mà chóng mặt đau lưng thì chồng cũng phải cơm bưng nước mời, làm lụng thì phải ăn chơi chứ đâu có chuyện cả đời làm dâu. Vợ là hạnh phúc dài lâu, cha mẹ có tốt cũng đâu có sống hoài, về già mình không còn ai, chỉ còn có vợ mỗi ngày chăm lo, phải cho mặc ấm ăn no vợ mới đủ sức cho mình đứa con. Làm vợ đã đủ héo hon, làm dâu lại phải hao mòn tấm thân. Làm ơn chỉ nhắc một lần, phải biết thương vợ gấp ngàn lần lúc mới yêu. Hay quá, tuyệt vời luôn.